Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 71, ngày 25, cầu nguyện cho nhau. Kinh Thánh Côlôse đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Câu ghi nhớ Côlôse đoạn 4 câu 3. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Côlôse đoạn 4, Kinh Thánh Tân Ước trang 211. Đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 3, tiếp theo câu ghi nhớ của ngày hôm qua. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ trong câu 3 nhé. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ ở trong câu số 3. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Trong phần tìm hiểu, dựa vào câu 3, em đánh dấu tích vào cụm từ ông Phaolô muốn con cái Chúa làm cho ông. Ông Phaolô muốn con cái Chúa làm cho ông điều gì? Thứ nhất là vững tin nơi ông, có đúng không các em? À không đúng. Thứ hai là xin Chúa mở cửa cho việc rao truyền về Đấng Christ, đúng không? À câu này thì đúng. Cầu nguyện cho chúng tôi, đúng không? À, Phaolô nhờ cầu nguyện cho Phaolô và những người cùng đi với ông. Rồi gì nữa? Tiếp tục cầu nguyện. À, có nghĩa là cầu nguyện một cách liên tục, à, đừng có ngưng nghỉ. À, giống như hôm qua chúng ta nói đến việc cầu nguyện một cách bền đổ, à, kiên trì. Ông Phaolô nhờ hội thánh Côlôse cầu nguyện cho ông và những người cùng đi truyền giáo với ông được nhiều cơ hội rao truyền về Chúa dù họ có bị tù. Phaolô là một người rất là mạnh mẽ, đầy ơn Chúa, nhưng ông cũng nhờ mọi người cầu nguyện cho ông để nhiều lời cầu nguyện thì được Chúa ban cho ông và những người đi truyền giáo với ông có nhiều cơ hội để rao truyền tin lành của Chúa cho mọi người. Và Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, à, cầu thay cho nhau. Cầu nguyện cho người là người phục vụ là xin Chúa ban ơn sức mạnh để người ấy tiếp tục giảng đạo mà không bị cản trở dù bất cứ hoàn cảnh nào. Cầu nguyện cho người phục vụ là xin Chúa ban ơn sức mạnh
để người ấy tiếp tục giảng mà không bị cản trở dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta cần cầu nguyện cho mục sư, cho những người ở trong ban chứng đạo, cầu nguyện cho những giáo sĩ. Sẽ có bài học chúng ta học về giáo sĩ. Giáo sĩ là người đi ra làm chứng về Chúa cho mọi người ở một nơi xa. Rồi cầu nguyện cho nhau là trách nhiệm của người tin Chúa. Chúng ta gọi là cầu thay cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình, cho những người thân mà mình biết được. Cầu nguyện cho ông bà mục sư, cho ban chấp sự, cho thầy cô hướng dẫn của mình, vân vân. Thực hành. Ở đây chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau là trách nhiệm của người tin Chúa, là trách nhiệm. Mình phải có cái thói quen cầu nguyện cho người khác nhé. Em dành thời giờ cầu nguyện cho. Ở đây các em ghi tên người mà mình cầu nguyện cho. Ví dụ như là ông bà mục sư quản nhiệm, rồi thầy cô hướng dẫn của mình, thầy cô dạy thiếu nhi của mình á, rồi ai nữa chúng ta ghi ra những người mà mình muốn cầu nguyện cho. Và ở đây có hình ảnh hai bạn thiếu nhi cầu nguyện với Chúa. Đây là một cái hành động tốt, một thói quen tốt và là trách nhiệm của chúng ta trong việc cầu nguyện cho chính mình và cầu thay cho người khác. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con cầu nguyện cho. Chúng ta ghi tên những người chúng ta ghi cầu nguyện ở trên đây, hoặc là những người mà chúng ta biết được. Chỗ trống này chúng ta ghi tên người đó ha. Đang gặp cái gì đó, ví dụ như đang bị bệnh hay đang bị khó khăn về tài chánh, đang ở xa nhà, đang truyền giảng tin lành, đang dạy lời Chúa gì đó, rồi xin Chúa ban cho họ được sức khỏe, bình an đầy ơn trong việc gì đó, ví dụ như trong việc rao giảng tin lành hay trong việc làm một cái gì đó cho Chúa. Cái nhu cầu của họ đang là gì đó, các em ghi ở đây. Rồi chúng ta hiệp ý để cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con cầu nguyện cho ông bà mục sư quản nhiệm, thầy cô hướng dẫn đang rao giảng lời Chúa, dạy lời Chúa. Xin Chúa ban cho họ được sức khỏe, bình an, đầy ơn trong việc dạy lời Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn nhớ đến người khác và cầu thay cho họ. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.